Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày. Các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay vẫn nhắc lại quý vị tạp chí quốc phòng số tháng 5 đã có và đã đưa hôm nay sẽ được đưa qua nhà hình, trang bìa với hình của tổng thống Philippines ông Ferdinand Marcos Jr. Trong đó thì à, nói về việc mà Trung Quốc đã khiêu khích cái cuộc tập trận của Ấn Độ và khối ASEAN trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở đây. Thì quý vị nhìn thấy đây là những cái hình ảnh và các cái tàu của các quốc gia ở đây và phía tàu của Trung Quốc vân vân. Và bên cạnh đó thì à, chúng tôi lại có cái hình ảnh của ta phía Trung Quốc đã ăn hiếp Philippines, họ chặn ngang chiếc tàu của Philippines. Đây là tàu tuần duyên của Philippines. Đây là tàu của Cộng sản Trung Quốc và đã chặn ngang chiếc tàu của Philippines. Cũng như là cuộc gặp gỡ của ông Ferdinand Marcos Jr tại ngũ giác đài. Rồi bên cạnh đó, quý vị, chúng ta lại có thêm cái tin mà Bắc Kinh mở nhà hàng lẩu trên cái quần đảo Trường ở Hoàng Sa và cuộc gặp gỡ của Hoa Kỳ cũng như là Tổng thống Nam Hàn 70 năm đánh dấu mối quan hệ và Hoa Kỳ sẽ đưa tìm tới đỉnh nguyên tử tới nam hàng và ở đây cũng có đầy đủ cho quý vị cũng như là ngoài ra thì trung cập trung cộng tập trận ở đảo Guam gần đảo Guam và kể cả việc nhật đã lắp đặt dàn bệ và phóng phòng thủ của họ ở trên gần đảo quốc đài loan thì quý vị nhìn thấy đây là những cái chi tiết trong những cái hình ảnh và trong đó thì có một số những cái quan trọng và trước khi mà, mà có hội nghị G7 thì Trung Quốc đưa tàu của họ vây quanh khu vực biển của Nhật Bản và Nga cũng đã đưa tàu của họ ở phía đông của Nhật Bản vân vân. Tất cả những cái tin tức này đều có chi tiết đầy đủ ở trên cái tạp chí quốc phòng số ra tháng 5. Quý vị vị nào mà muốn order thì liên lạc qua cái địa chỉ email của phòng là trần nhật phong đạo diễn at yahoo.com Hy vọng quý vị sẽ mua, ủng hộ cho tạp chí quốc phòng và lưu trữ lại tất cả những tin tức tài liệu quan trọng liên quan tới biến cố tại Á Châu Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Và bây giờ thì như thường lệ chúng ta lại bước qua cái phần tin tức mỗi buổi sáng của chúng ta. Đầu tiên hết là Hoa Kỳ đang tìm kiếm thúc đẩy cái mối quan hệ gần gũi hơn của Saudi Arabia và Do Thái đến cuối năm 2023. Bản tin mới nhất cho biết thì chính quyền của Joe Biden đang tìm cách thành lập một cái ngoại giao để phá vỡ bế tắc giữa Saudi Arabia và Do Thái từ đây cho tới cuối năm 2023. Theo tường trình của ít nhất là hai viên chức giấu tên của Hoa Kỳ đã đưa ra vào ngày thứ tư. À, các cái tin tức này chưa được xác nhận diễn ra sau khi mà đại sứ của Hoa Kỳ tại Do Thái là Thomas Knight đã lên tiếng và nói với lại một đài truyền hình của Do Thái là các cái việc bình thường hóa ngoại giao giữa Do Thái và Saudi Arabia là một điều rất quan trọng đối với chính quyền của Joe Biden. Và thêm vào đó, ông ta xác nhận Hoa Kỳ đang làm việc với phía Do Thái để mà thực hiện điều này. Ngoài ra thì cái tiềm năng mà bình thường hóa về mối quan hệ của Saudi Arabia và Do Thái đã có thể sẽ giúp thúc đẩy cái mối quan hệ vốn đã bị rạn nứt giữa Hoa Kỳ và Saudi Arabia. Và chính quyền của Saudi à, thời gian gần đây đã gia tăng các mối quan hệ của họ với lại à, phía của Iran. Và họ cũng đang có cái hứng thú về việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Châu Thái và với sự thúc đẩy của chính quyền Joe Biden. Hiện nay thì giới chức giấu tên Hoa Kỳ nói với lại à, giới truyền thông của Châu Thái là tiến trình về ngoại giao giữa hai mối quan hệ của đôi bên còn tùy thuộc vào cái mối quan hệ của Saudi Arabia và Hoa Kỳ. À, dưới lúc mà Saudi Arabia cáo buộc là... À, phía Hoa Kỳ đã có những cái gọi là bất công đối với họ khi mà họ tìm cách mua những vũ khí vào Hoa Kỳ chính quyền của Joe Biden vẫn chưa đồng ý bán thêm vũ khí cho họ. Trong khi đó thì vào tháng 5, à, cố vấn an ninh quốc gia là Jake Sullivan đã bay tới Saudi Arabia với hy vọng là có thể sẽ thúc đẩy lại mối quan hệ với Saudi Arabia sau khi mà có sự rạn nứt giữa Joe Biden và chính quyền của hoàng gia Saudi Arabia. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, việc mà mà mua nhà mua cửa ở Hoa Kỳ đã bị giảm đi à, giữa lúc mà tình trạng phân lời vẫn tăng cao, việc mà mua nhà à, và các món nợ về mortgage của Hoa Kỳ đã giảm đi khá nhiều sau khi mà phân lời đã tăng quá cao và gần như nó đã khiến cho mấy tuần lễ này các cái việc mà mua nhà mới hay là mua nhà ở thị trường địa ốc Hoa Kỳ đã giảm đi. À, theo tường trình của MBA Market Composite thì cho thấy rằng là các món nợ về địa ốc đã, đã giảm đi 5.7% trong cái tuần lễ cuối à, đến tính cho tới ngày 12 tây tháng 5 à, so với một tuần trước đó. À, theo tường trình báo cáo cho biết vào ngày 17 tây tháng 5 trong một thông cáo báo chí và John Ken được xem là phó giám đốc của MBA và là phó lãnh đạo về kinh tế của cái tổ chức này chỉ ra cho, thấy là các cái đơn mà xin mượn nợ mua nhà đã giảm đi rất nhiều kể từ khi phân lợi tăng cao với món nợ 30 năm trung bình bây giờ đã lên tới 6.57% con số được xem là cao nhất trong vòng 2 tháng qua việc mà nộp đơn mua nhà đã giảm đi ít nhất là hơn 5% cho trong một tháng qua và cho thấy rằng là mức mua nhà đã giảm đi bởi vì tình trạng phân lời quá cao đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, phía của cơ quan thuế liên bang đã báo động về tình trạng có cái hành động gọi là lừa gạt bởi thẻ ID giả với 1.1 triệu hồ sơ thuế có thể sẽ bị xem là tình trạng lừa gạt tiền thuế lấy về. Bản tin mới nhất cho biết thì sở thuế IRS cho biết có 1.1 triệu trường hợp trả thuế của sở thuế liên bang đầu tháng 3 có khả năng là đã đánh cắp tất cả những cái thông tin cá nhân và trong đó họ lấy về tổng cộng 6.3 tỷ Mỹ Kim tiền thuế trả lại của người dân. Cơ quan IIS cho biết là họ đã phát hiện ra 12.167 trường hợp à, trả thuế và được xem là à, cùng một ngày từ à, gia tăng 9.626 vụ à, so với năm 2022 theo tường trình của Bộ Tài chánh cho biết và việc mà đánh cắp các cái tiền thuế trả lại cho người dân này là việc đánh cắp các cái thẻ ID à, mà được xem là họ lấy thuế về với cái thẻ ID của họ mà cái tiền thuế do người dân đóng và và bây giờ họ lấy về đây được xem là một trong những cái vấn đề lớn của sở thuế bắt đầu nó đã lan động từ năm 2004 và trong gần 20 năm qua thì gần như là một cái vấn nạn bế tắc mà phía sở thuế đang tìm cách đối phó họ lấy số an sinh xã hội và họ sử dụng cái số an sinh xã hội với cái tên của họ để mà claim thuế trở về và lúc đó thì sở thuế gửi các cái check trả tiền thuế lại cho người dân thì lại trả vào tên tay của những tên trộm các cái thẻ ID đó là báo động mới nhất của sở thuế đã đưa ra trong báo cáo ngày hôm qua và cũng liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay một thành phố nhỏ ở New York đã ban lệnh khẩn cấp tiểu bang và cấm các cái hotel các cái cơ sở là không nên chứa những di dân bất hợp pháp Bản tin mới nhất cho biết thì ta, cái uh, thành phố nhỏ này có tên là Riverhead ở Suffolk County ở New York tuyên bố tình trạng khẩn cấp tiểu bang vào ngày 16 tây trong nỗ lực đối phó với tình trạng di dân bất hợp pháp đã được chở tới cái thị trấn nhỏ này và cái phố nhỏ này uh, sau khi mà cái thai thổ 42 đã chấm dứt uh, Riverhead cái, cái người mà đứng đầu và cái, gọi là county supervisor tức là giám sát viên của quận có tên là Yves Agua đã ký lệnh khẩn cấp và bản tuyên bố khẩn cấp trên toàn tiểu bang sau khi có báo cáo là viên chức từ New York đã bắt đầu sắp đặt để cho các di dân bất hợp pháp tới một số những cái hotel và những cái motel, tức là những cái khách sạn nhỏ ở thị trấn này và những cái quán trọ theo tuần trình của bản statement đưa ra. Thì lệnh này là căn cứ trên những cái thông tin nhận được và đối phó với báo cáo là À, cái um, cơ quan đặc trách về vô gia cư của thành phố New York đã uh, sắp đặt để chuyển một số những nhân uh, nhân vật được xem là không có giấy tờ, tức là undocumented immigrant hoặc là những kẻ tìm kiếm tị nạn tới những cái hotel và motel trong khu vực của cái uh, thị trấn hay là cái town, tức là cái uh, thành phố là Riverhead và trong đó uh, chỉ ra cho thấy là uh, trên đó uh, bà Aqua đã lên tiếng và uh, nói về cái việc mà thị trưởng của thành phố New York là Eric Adam một thành, một thành viên của Đảng dân chủ thời gian gần đây đã gửi rất nhiều những di dân bất hợp pháp tới cái khu vực gọi là Suffolk County à, để mà trong đó họ trả cho di dân 12 tháng tiền thuê các cái à, cơ sở tại đây hoặc là các cái hotel tại đây. Đây được xem là một trong những cái à, báo động khẩn cấp của cái à, thành phố này à, nơi mà đang có khoảng 33.539 người đồng ý là sẽ có cái à, À, đối phó với tình trạng mà di dân bất hợp pháp đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay một trong những bản kết luận mà phía Hạ viện đưa ra là cơ quan FBI đã bị vũ khí hóa sau khi có cuộc điều trần của các whistleblower Quỹ ban tư pháp tại Hạ viện trong ngày 18 Tây đã công bố tất cả những whistleblower và cho thấy có tình trạng lạm dụng rất nghiêm trọng ở trong cái khâu điều hành của cơ quan điều tra FBI. Một ít nhất là một whistleblower đã nói với các nhà điều tra của Đảng Cộng Hòa rằng cơ quan FBI đã bị cancerous, tức là đã bị bệnh ung thư và gần như là nó là cái một cái bao thư chứa đầy tất cả những cái chính trị hóa và vũ khí hóa. Trong đó whistleblower này đã ra điều trần và nói rằng hiện nay họ gần như là một cái tổ chức về chính trị nhiều hơn và là đấm đá về chính trị nhiều hơn cũng như lợi dụng chính trị để trả đũa những người khác thay vì là tập trung vào chuyên môn là điều tra những tội ác và rất rõ ràng trong cái việc công bố này đặc biệt là cân bừng tỉnh sau cái uh, bản báo cáo của công tố viên độc, độc lập là john Durham, thì fbi đã trở thành một cái nơi là vũ khí hóa và chính trị hóa cho cái uh, sử dụng cái um, cơ quan này là một vũ khí chính trị đó là một trong những lời uh, báo cáo được đưa ra và sáng ngày hôm nay khi mà công bố cái bản báo cáo này thì các thành viên của Đảng Cộng hòa đã mở cuộc họp báo để thảo luận về vấn đề trên. Dẫn đầu là chủ tịch của ủy ban là ông Jim Jordan trong cuộc họp báo bao gồm luôn dân biểu Mark S và Harriet Hartman cùng với một số người khác. Dân biểu Kat -K Kamak đã lên tiếng và nói rằng đây không phải là một cái thuyết âm mưu mà rõ ràng trong cuộc điều trần này các whistleblower đã đưa cho chúng tôi và những gì mà người dân Hoa Kỳ và tôi đều không biết. Và trong bản báo cáo này cho thấy rằng là có hành động trả đũa và có chỉ có 2 trong số 140 người được gọi là Whistleblower bước vào trong tòa nhà của quốc hội để điều trần và theo tường trình cho biết FBI có cái văn phòng tại Washington đã áp lực rất nhiều ở cái văn phòng của uh, uh, Boston trong đó họ điều tra 40 140 cá nhân có liên can tới cái biến cố ngày 6 tây tháng uh, tháng giêng tức là năm 2021 và điều này cho thấy là FBI đã gia tăng áp lực với các nhân viên là phải rượt theo những người xuất hiện trong ngày 6 tây tháng 1 ở tại tòa nhà quốc hội để tìm cách bắt giữ truy tố hoặc điều tra và điều này họ gác lại tất cả những cái vụ án quan trọng khác và tập trung vào việc trả đũa các whistleblower cho biết họ bị sa thải bởi vì họ khi họ lên tiếng họ đã bị trả đũa bởi tất cả thành phần lãnh đạo của cơ quan fbi đó là một trong những cái bản báo cáo sơ khởi của quốc hội sau khi có cuộc điều trần của ít nhất là ba whistleblower ra điều trần trước quốc hội đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay Ngân hàng Deutsche Bank đã đồng ý chi trả 75 triệu Mỹ kim cho những nạn nhân của ông Epstein trong cái đường dây gọi là buôn bán tình dục của ông ta Ngân hàng Deutsche Bank và sẽ chi trả 75 triệu Mỹ Kim để thỏa thuận với lại à, các cái người nạn nhân trong cái à, đường dây gọi là buôn bán tình dục của nhà à, tài việt có tên là Jeffrey Epstein vốn đã tự tử từ năm 2019. Việc thỏa thuận này là đưa ra lo ngại bởi một trong những à, bị cáo à, là người đã đưa ra một cái à, đề nghị là sẽ có một cái bản gọi là kiện chung vào tháng 11 năm 2022. Trong đó cáo buộc ngân hàng Deutsche Bank đã làm ăn thương mại với Aston và ông ta sử dụng cái ngân quỹ ở trong cái uh, những cái chương mục này để ủng hộ cho các cái hoạt động về buôn bán tình dục theo tường trình của tờ Wall Street Journal đã đưa ra vào ngày thứ tư tại đây chỉ ra một nguồn tin cho thấy là ngân hàng Deutsche Bank đã vẫn không thừa nhận họ làm sai ngân hàng này đã đồng ý là sẽ chi trả lên tới 75 triệu mỹ kim cho các nạn nhân nằm ở trong cái đường dây buôn bán tình dục của ông uh, chứ, uh, Epstein, nhân vật được xem là triệu phú và đã được mô tả là tự tử trong nhà tù sau khi ông ta bị tống giam ở trong cái nhà tù ở Manhattan, nơi được xem là có mức độ an ninh cao nhất và ông ta đã tự tử trong nhà tù sau khi mà bị cáo buộc các cái tội liên quan tới tổ chức đường dây buôn bán tình dục. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, đầu tiên hết là bản tin mà Joe Biden sẽ có một cuộc họp riêng biệt với lại Thủ tướng của Nhật Bản là ông Fumio Kishida trước khi có cái hội nghị thượng đỉnh ở tại Hiroshima. Bản tin mới nhất cho biết thì ông Joe Biden đang có cuộc họp uh, riêng biệt với lại ông Thủ tướng của Nhật Bản là Fumio Kishida trong ngày hôm nay 18 tây trước khi mà các lãnh đạo khối G7 sẽ có hội nghị thượng đỉnh tại Hiroshima theo sự xác nhận của tòa bạch ốc. Ông uh, Biden uh, đang có mặt ở tại Hiroshima. À, được xem là quê nhà của ông Kishida và nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh của các lãnh đạo gồm các quốc gia Pháp, Anh, Đức, Nhật Bản, Ý và Canada. Tổng thống sẽ bắt đầu có những tiếp cận ở tại Hiroshima với cuộc gặp gỡ song phương với đại thủ tướng Kishida, nơi mà họ sẽ duyệt xét lại tất cả những cái tiến trình của liên minh và những gì đã diễn ra trong hai năm qua, đồng thời xây dựng một cái uh, lộ trình cho ông Kishida sẽ bay tới Washington vào tháng Giêng. Ông Jeff Sullivan là cố vấn của à, an ninh quốc gia của tòa bà đốc đã nói với các thông tin viên trên cái chiếc Air Force One ngày 17 tây và ông này chỉ ra cho thấy việc mà nga xâm lăng ukraine vẫn là một trong những cái đề tài nói chuyện của hai nhà lãnh đạo ngoài ra thì đôi bên còn thảo luận những vấn đề khác liên quan tới vấn đề của à, khí hậu toàn cầu cũng như là tình trạng mà chấm dứt cái mạng lưới gọi là tránh lệnh cấm vận của Hoa Kỳ và của Nhật Bản đối với cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Và đôi bên đồng thời cũng sẽ thảo luận về tình trạng mà được xem là những diễn biến tại Á Châu và trong đó đặc biệt sự đe dọa của Trung Quốc và họ nói rằng là họ sẽ tìm cách gọi là có thái độ với Trung Quốc khi Trung Quốc vẫn tuyên bố là Nga là một quốc gia bằng hữu và không có giới hạn với lại Trung Quốc. Trong khi đó thì đôi bên cũng sẽ có thể nhắc nhở tới cái việc nợ trần quốc gia của Hoa Kỳ và cuộc hội nghị thượng đỉnh của khối G7 sẽ chính thức bắt đầu từ ngày mai 19 tây tháng 5 cho tới ngày 21 tây tháng 5. Đây là cái chuyến mới nhất mà ông Joe Biden bay tới Nhật Bản đánh dấu kể từ khi mà ông ta đã nhận chức năm 2021 và đây là lần thứ hai ông ta tới Nhật Bản. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á châu ngày hôm nay, Nam Hàn và Canada đã cam kết sẽ hợp tác trong vấn đề năng lượng sạch và sự đe dọa từ phía của Bắc Hàn. Bản tin từ Seoul, Nam Hàn cho biết nhà lãnh đạo của Nam Hàn và Canada trong ngày thứ tư cam kết là tăng cường các cái việc hợp tác về kinh tế lẫn an ninh à, trong cái thách thức đe dọa bởi Bắc Hàn sau khi mà ông thủ tướng của Canada là Justin Trudeau cho biết họ sẽ gia tăng cái nguồn cung cấp các cái nguồn khoáng mỏ cho phía của Nam Hàn trong kỹ lĩnh vực kỹ thuật à, trước khi mà đôi bên đã có giữa lúc mà đôi bên đang có cái hội nghị thượng đỉnh tại Seoul. Cuộc gặp gỡ giữa ông Yoon Seok-yeon và thủ tướng Canada là Justin Trudeau diễn ra trước khi mà cả hai sẽ bay tới nhật bản để tham dự vào cái hội nghị thượng đỉnh của khối g7 và gần như là họ đang thảo luận tới cái việc mà sự tệ hại trong cuộc chiến của nga tại ukraine sự đa gọi là bành trướng của trung quốc và ở tại á châu thái bình dương cũng như sự đe dọa và tham vọng về nguyên tử của bắc hàn đã nằm trong cái cuộc thảo luận giữa đôi bên và trong một cái bản testament được đưa ra chung sau cuộc gặp gỡ này hai nhà lãnh đạo lên án bắc hàn đã cố tình tìm cách phát triển vũ khí nguyên tử và thử nghiệm các cái hỏa tiễn đạn đạo của họ thúc giục phía bình nhưỡng phải quay trở lại cái uh, chủ trương của hoa kỳ là phi hạt nhân hóa trên bán đảo của đại hàn trong đó kể từ năm 2019 thì đã có một cái sự thỏa thuận giải giới về vũ khí nguyên tử mà bắc hàn đã không tuân thủ đồng thời họ đặc biệt lo ngại việc tình trạng vi phạm nhân quyền của bắc hàn mà chế độ này gần như là đã có sự bất bất hại rất mạnh mẽ đối với người dân của họ Chúng tôi sẽ làm việc với tất cả những cái đối tác của chúng tôi để hỗ trợ cho cái vấn đề nhân quyền. Đây là một trong những cái lời mà phía Thủ tướng Canada đã nhắc lại. Đây được xem là chuyến viếng thăm khá quan trọng lần đầu tiên của ông Justin Trudeau tới viếng thăm Nam Hàn trong vòng 9 năm qua. Và chính quyền của ông vẫn cam kết sẽ làm việc chung với Nam Hàn và những đối tác quốc tế để mà ngăn chặn sự đe dọa của Bắc Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay gián điệp Trung Quốc đã có hoạt động mức độ rất cao ở ngay tại Âu Châu và là trái tim của Âu Châu. Lực lượng gián điệp của Trung Quốc được báo cáo là có hoạt động rất cao tại nước Bỉ theo tường trình một bản báo cáo công bố năm nay và bởi cái uh, cơ quan đặc trách về an ninh mật vụ của nước Bỉ gọi tắt là VSSI và thủ đô của Bỉ là Brussels đã trở thành tâm điểm hoạt động gián điệp của Trung Quốc và nơi đây cũng là nơi có cái headquarter của Liên hiệp Âu Châu. Các hoạt động gián điệp của Trung Quốc tại Bỉ không có giới hạn và họ sử dụng tất cả từ những cái gián điệp truyền thống đánh cắp các bí mật quốc gia cho tới việc mà sử dụng những cái kỹ thuật tân tiến là hacking tức là tìm cách xâm nhập vào mạng lưới trong các kỹ nghệ và chính quyền của Bỉ và trong đó cho các mục tiêu của họ Trong đó thì rất nhiều những giới chức tình báo của Trung Quốc đã tụ tập ở khu vực được gọi là Grey Zone tức là cái khu vực vùng màu xám ở trong cái vấn đề gọi là lobbyist tức là vận động hành lang xen à, vào và gây ảnh hưởng chính trị hoạt động gián điệp bao gồm luôn cả việc mà tống tiền về kinh tế cũng như là cái chiến dịch loan tỏa tất cả những cái tin giả và tin nhiễu cơ quan mật vụ của bỉ đã lên tiếng lo ngại là sự thật đảng cộng sản trung quốc đang có những cái quan hệ rất gần gũi với những cái quốc gia được xem là có tiềm năng đe dọa tới cái an ninh hòa bình ở âu châu đây rõ ràng là họ đang có sự phối hợp và trong đó gần như khu vực này là khu vực mở rộng cho tầm hoạt động về gián điệp của nhà nước cộng sản trung quốc trong lúc mà phía của uh, bỉ là cái nơi đang có một cái uh, trụ sở của liên hiệp âu châu nằm tại Brussels và điều này cho thấy rằng bắc kinh đã dùng tất cả những ảnh hưởng của họ trên mặt trận gián điệp hacking và kể cả gây ảnh hưởng về chính trị nhằm thay đổi tất cả những quan điểm và tạo cái uh, luật hay là những lời tuyên bố có lợi cho Bắc Kinh. Đây được xem là một bản báo cáo mới nhất từ ở phía Mỹ đưa ra. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và của Âu Châu cùng một lượt trong ngày hôm nay thì một tàu tuần duyên của Đài Loan đã chặn bắt được một tàu Trung Quốc chở đầy lương ở trên đó. Tàu tuần duyên của Đài Loan đã phải à, hộ tống một chiếc tàu đánh cá của Trung Quốc ở khu vực à, vào trong cái bến cảng à, sau khi mà nó ở ngoài khơi khoảng 74.5 km và được phát hiện có đầy tất cả những con lương ở trên cái đó nằm gần đảo Dinh theo bản báo cáo vào ngày thứ Năm hôm nay. À, cái khu vực đánh bắt cá này là giới hạn các cái tàu Trung Quốc rất nhiều khi mà tiếp cận gần đảo này và chính quyền kiểm soát ở khu vực phía à, Bắc của Đài Loan cho biết là chiếc tàu này đã đến từ khu vực Phúc Kiến và Đông Dinh được xem là nằm ở một phần trong cái quận gọi là Liên Chian nơi được xem là bao gồm luôn cả đảo Mã Tổ tức là, là Matsu và lực lượng tuần duyên cho biết chiếc tàu này có tên gọi là Sia Sia Hushui 0323 đã được phát hiện ở phía Bắc vào, vào buổi chiều và ngay lập tức họ đã hộ tống chiếc tàu này và kéo chiếc tàu này vào trong bến cảng trong đó họ cho biết rằng là cái số lượng lương mà đã nằm ở trên chiếc tàu này tỷ giá là khoảng chừng à, gần 10.000 Mỹ kim, tức là khoảng 300.000 đại tệ cho tới 600.000 đại tệ. À xin lỗi quý vị, đại kim cho tới uh, 600.000 đại kim. Đây được xem là một trong những cái vụ gọi là xâm nhập và đánh bắt các bánh đánh bắt cá một cách bất hợp pháp của tàu Trung Quốc ở trên cái uh, vùng lãnh hải của Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và Đài Loan ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay. Chính chính quyền của tập cận bình đã yêu cầu các tòa đại sứ là không nên mở chiến dịch tuyên truyền để mà gọi là thân với lại Ukraine. Bản tin từ Bắc Kinh cho biết là ít nhất là một số những tòa đại sứ mà Bắc Kinh đã có mặt ở tại Âu Châu nhận được lệnh từ tập cận bình là phải hủy bỏ những cái chiến dịch tuyên truyền trong cái việc mà nói rằng là Bắc Kinh đang có khuynh hướng ủng hộ cho Ukraine. Ông tập cận bình và chính quyền của ông ta nói rằng là phải giữ thái độ neutral tức là thái độ uh, Trung Dung trong cái cuộc chiến kéo dài 15 tháng mà Moscow đã mở ra tại Ukraine và trong đó ông ta đã gửi một đặc sứ tới Kiev để mà tìm cách gọi là ngưng bắn với lại phía của Nga. Tuy nhiên cái chuyến đi này đã được các tòa đại sứ của Cộng sản Việt Nam, à, à xin lỗi quý vị, tòa đại sứ của Cộng sản Trung Quốc ở khắp nơi thổi phòng và tuyên truyền rất nhiều và cho thấy gần như là Trung Quốc đứng về phía của Ukraine. Điều này đã khiến cho Tập Cận Bình nổi giận và ra lệnh cho tất cả các tòa đại sứ là phải chấm dứt tất cả những chiến dịch tuyên truyền này và tuyên bố khẳng định cái vai trò trung gian của Trung Quốc và đứng ở giữa không nghiêng về phía nào trong cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Đây được xem là một trong những cái xác lệnh mà Tập Cận Bình đã ra lệnh cho tất cả các tòa đại sứ của họ, đặc biệt là khu vực của Âu Châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay và liên quan tới tình hình việt nam ngày hôm nay có vẻ như ngày hôm nay bộ ngoại giao cộng sản việt nam có khá nhiều bận rộn và đưa ra rất nhiều những lời phản đối mang tính chất là à, khuôn sáo và không có một cái ngôn ngữ nào mới bản tin mới nhất cho biết sau khi mà có cái việc mà tàu nghiên cứu về dầu khí của trung quốc xuất hiện trên vùng đặc quyền kinh tế của việt nam thì cộng sản việt nam đã lên tiếng và nói rằng phải khai triển các biện pháp phù hợp đáp ứng lợi ích để trong uh, khi mà họ nói tới việc mà tàu nghiên cứu trung quốc đã ngang nhiên xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của việt nam đây được xem là một trong những cái phản ứng của phía việt nam đưa ra và phạm thu hằng vốn là một uh, phát ngôn viên của bộ ngoại giao nói rằng đây là cái hành động vi phạm luật pháp quốc tế và vi phạm chủ quyền lãnh hải và quyền tài phán của việt nam đây là một trong những cái phản ứng đầu tiên sau khi mà có tin cho thấy là tàu thăm dò dầu khí của Trung Quốc đã ngang nhiên đi vào 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đó là bản tin đầu tiên mà Bộ Ngoại giao phản ứng. Và bản tin thứ hai họ cũng phản ứng là việc mà trước đây vài ngày khi mà Philippines đã bắt đầu thả những cái phao định chủ quyền ở trên khu vực Trường Sa xung quanh khu vực mà chùa thuộc quyền quản lý của Philippines ngay lập tức Cộng sản Việt Nam đã phản đối mạnh mẽ với Philippines trong việc mà đặt các cái phao chủ quyền này mà nói rằng là quần đảo Trường Sa là thuộc về Việt Nam. Trong đó thì ít nhất có 5 cái phao chủ quyền nằm trong phạm vi 3322 km bao gồm một số đảo mà gần khu vực do phía Việt Nam kiểm soát. Và trong cuộc họp của Bộ Ngoại giao, Phạm Thị Thu Hằng đã trả lời rằng đây là một cái hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam và tương tự như ngôn ngữ mà Phạm Tu Hằng đã trả lời trước cái tình trạng mà Trung Quốc đã đưa tàu thăm dò dầu khí vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trong khi đó thì Hải quân Việt Nam vẫn chưa hề lên tiếng. Và cũng liên quan tới tình hình của quần đảo Hoàng Sa ngày hôm nay. Thì xin lỗi quý vị là phía Cộng sản Việt Nam đã lên tiếng mạnh mẽ trong cái việc mà Trung Quốc đã mở một cái nhà hàng lẩu trên quần đảo Hoàng Sa. Đặc biệt là trên đảo Phú Lâm theo ngôn ngữ của Việt Nam và nhà hàng lẩu này đã được mở ra với cái khu vực của quần đảo Hoàng Sa được mô tả có khoảng 1.000 cư dân của Trung Quốc cùng với các binh lính của Trung Quốc trú đóng tại đây ngay lập tức Phạm Thị Phạm Tu Hằng cũng lên tiếng và ngôn ngữ vẫn tương tự như việc mà phản đối Trung Quốc đã có tàu xâm nhập và về cái đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở cái tàu thăm dò dầu khí cũng như là việc Philippines đã có cái hành động đặt phao chủ quyền mà cộng sản cho rằng vi phạm chủ quyền của Việt Nam lời phản đối này khuôn sáo đúng một phép, một phép một tức là trả lời các câu hỏi thì vẫn là cái câu học thuộc lòng của viên chức đại gọi là bộ ngoại giao của cộng sản việt nam đó là bản tin liên quan tới việt nam cùng một lượt thì ngày hôm nay họ lại cho rằng là thiếu khách quan khi đánh giá về quyền tự do tôn giáo ở việt nam Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra cái bản đánh giá về tự do tôn giáo trên thế giới và Cộng sản Việt Nam đã bị xếp vào danh sách top 10 đang áp quyền tự do tôn giáo nhất trên thế giới, đặc biệt liên quan tới cái vụ án của tỉnh Thất Bồng Lai. Một trong những trò bức hại của Cộng sản Việt Nam sử dụng đạo luật hình sự để bức hại cái quyền tự do tôn giáo của tỉnh Thất Bồng Lai và Việt Nam nằm trong danh sách 10 quốc gia đàn áp tự do tôn giáo nhất thế giới đứng đầu là Trung Quốc và sau đó là tới Bắc Hàn và một số những quốc gia khác thì Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia này ngay lập tức thì Phạm Thị Thu Hằng đã lên tiếng và cho rằng là phía của Hoa Kỳ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đánh giá thiếu cách quan và vẫn đưa lên cái vấn đề gọi là xóa đói giảm nghèo của Cộng sản Việt Nam để che đậy cho việc đàn áp tôn giáo. Trong đó tất cả những cái tôn giáo tại Việt Nam phải nằm dưới sự quản trị của tôn giáo quốc doanh và mặt trận tổ quốc. Đây là hành động kiểm soát tôn giáo và không để cho tôn giáo có cái quyền tự do hành đạo. Và chính vì vậy mà phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra bản báo cáo thường niên về tình trạng tôn giáo trên thế giới và Cộng sản Việt Nam đã phản ứng với bản báo cáo này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, Phạm Minh Chính cuối cùng đã thú nhận tình trạng mà lệ thuộc nguồn năng lượng từ phía Nga đã dẫn tới tình trạng thiếu điện và bây giờ đang phải tìm đủ mọi cách để cung cấp đủ nguồn điện trong lúc mà ở Sài Gòn đã có tình trạng cúp điện luân phiên diễn ra. Bản tin mới nhất cho biết thì cái giải pháp mà ông Phạm Minh Chính đưa ra là không thể thiếu điện từ đây cho tới ngày 25 tây tháng 5. Có nghĩa là cái nguồn điện dự trữ của Việt Nam bây giờ không đủ bước qua tháng 6 giữa lúc mà tình trạng ở Việt Nam hiện nay là mùa hè đã tới và cái mức nóng khủng khiếp, người dân có nhu cầu xài điện nhiều cho những cái hệ thống máy lạnh. Và giờ đây thì gần như là không đủ điện. Trong cuộc họp mới nhất ở cái cuộc họp thường trực thì ông Phạm Minh Chính đã nói rằng giải pháp trước mắt là phải cung cấp nguồn điện cho cái hệ thống sản xuất và kinh doanh cũng như người tiêu dùng trong lúc mà tình trạng gọi là điện đã bị thiếu trầm trọng trong khi các cái đập thủy điện của việt nam thì hoạt động không đủ để cung cấp cho địa phương chứ đừng nói cung cấp cho một tỉnh đây được xem là một trong những cái vấn nạn và một trong những cái cơn khủng hoảng mà cộng sản việt nam đang đối diện là cơn khủng hoảng điện đang diễn ra và điều này có thể dẫn tới ảnh hưởng cuộc sống của người dân bao gồm luôn việc không có xăng để đổ không có điện để xài tình trạng cúp điện luân phiên có thể sẽ được diễn ra trên nhiều tỉnh thành của Việt Nam, đặc biệt là những cái khu vực nông thôn không có nhu cầu sử dụng điện nhiều sẽ được dồn cho những khu vực có hệ thống sản xuất để cung cấp đủ nguồn điện. Điều này có thể ảnh hưởng tới cái nguồn điện mà cung cấp cho các cái nhà máy sản xuất của Samsung và của Apple ở phía Bắc Việt Nam ở Thái Nguyên. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.